Chúc Tân Xuân. Thực ra thì đầu năm tôi cũng xin kính chúc quý thầy cô và các em học sinh một năm mới an khang. Tôi có huynh hướng là thì cứ là hả các thầy cô mà trẻ tuổi và các em học sinh còn trẻ tuổi thì tôi chúc an khang, hạnh phúc, vui tươi và mọi sự như ý. Rồi mà con làm ăn được cho nên là tiền giờ trước vàng giờ sau. Nhưng đối với các thầy cô lớn tuổi và các em học sinh đang nghỉ hưu thì tôi chỉ chúc mừng sức khỏe. Và nói như em Phong Sẹp á thì chúc cho 52.600 phút được thoải mái, sức khỏe. Sau hết thì tôi xin cảm ơn các em học sinh và các thầy cô trong ban tổ chức đã có chọn cái địa điểm này, địa điểm đặc biệt giúp cho nói lại cái tiền tấu tôn sư trọng đạo
và được trở về đây để thăm mấy trường xưa. Tôi cũng xin cảm ơn các cấp chính quyền, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa và Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Hóa đã cho thầy trò chúng tôi được họp mặt tại nơi này để ghi nhớ lại mấy trường xưa. Lần nữa, tôi cũng xin luôn luôn mong cho tinh thần chung một trí tưởng mãi mãi, không những ngày họp mặt lần thứ năm này mà mãi mãi nhiều năm kế tiếp. Tôi xin lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị một năm mới bình an, phước hạnh. Một năm mới, kính thưa các cụ học sinh, các từ vững vàng thân mến. Hôm nay là năm cũ đã qua, gặp tới đã đến, và chúng ta đã có dịp hội ngộ ở đây trong tình thân thiết và thân thương của trung học kính từ. Thì em cũng xin cảm ơn và vô cùng xúc động khi nhìn thấy các thầy cô với tuổi đời đã cao, và cũng có một số thầy cô bạn bè đã không quản ngại đường xá xa xôi, cách nhau khoảng nửa lòng trái đất, đã cùng về đây để hội tụ để trong tình thân thương. Em xin chân thành cảm ơn và xin chúc mấy gia đình trung học kiến tường của chúng ta sẽ mãi mãi là một cầu nối tiếp tục mãi mãi như vậy. Và cuối cùng thì em xin trân trọng cảm ơn, tri ân chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện và thúc đẩy để cho chúng ta được học mặt với nhau trong mấy năm vừa qua. Xin kính chúc quý thầy cô và toàn thể các cụ giáo, các thầy cô và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Dồi dào sức khỏe và là sự như ý. Thứ hai là các anh chị em của gia đình trung học Kiến Tường được thành công, và những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình trung học Kiến Tường mình. Và em là Huỳnh Ngọc Phát, cũng là thành viên của gia đình trung học Kiến Tường, và bây giờ vì là em là viên thư ký thường trực của hội tiết học huyện Mộc Hóa. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô, các anh chị của gia đình trung học Kiến Tường nhiều năm liền đã ủng hộ cho hội khuyến học huyện Mộc Hóa, lo cho con em của huyện Mộc Hóa. Và một lần nữa em xin chân thành, lời chân thành, rất chân thành cảm ơn các thầy cô đã chăm lo cho thế hệ trẻ tương lai mai sau của Mộc Hóa nói chung nói riêng. Cuộc đời đi dạy thì cũng có những học sinh thành đạt, các em đi nước ngoài, các em có nhớ đến cô và Tết thì có gửi về tặng cho cô một tí quà. Thế thì bữa nay học trò trung học Kiến Tường ở đây tập trung lại tặng cô bông hoa rồi nhân dịp Tết cũng còn có cái lì xì, cho nên ai là học trò của cô dạy thì cô sẽ được lì xì tượng trưng để chúc các em làm ăn may mắn, tự nhiên phát. Rồi nhé, đó thành ra là ai là học trò của cô lì xì để may mắn, may mắn thôi. Của tiền bạc thì cô là hôn trí không có nhiều, mình chia sẻ.
tại vì tôi cái nhà làm thật ra thì mình cũng là tại vì trong cái nhà làm như mình cũng là quay bao
thời gian gió Thủy đi Mỹ bao vé máy bay kìa anh. Đi qua tới Hữu Thành luôn.